Em Mai chào cả nhà. Sản phẩm ngày hôm nay dành cho anh chị nào quan tâm đến sản phẩm trang trại. Hôm nay em Mai giới thiệu đến cả nhà mình một cái trang trại là trại heo tại địa chỉ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là quang cảnh ở trước trang trại. Do đặc trưng của cái ngành trang trại heo á, thì có cái yếu tố là phòng dịch bệnh rất là cao, cho nên là sẽ không vào bên trong được. Em Mai sẽ bay livecam để cả nhà mình xem được tổng quan của bất động sản. Em Mai sẽ đi phía trước để cả nhà mình xem. Đây là mặt tiền. Thì mặt tiền của cái bất động sản này thì hiện tại ở làm cái đường này thì xe tải vào được. Hồi nãy thì xe tải mới vào lấy hàng á cả nhà. Chỉ cách cái con đường này khoảng 30 mét là con đường phía trước á. Có một cái dự án mở rộng rất là lớn luôn. Để không mất thời gian của anh chị, em Mai sẽ ưu tiên nói về thông tin cơ bản của sản phẩm trước. Diện tích của bất động sản này là 13 hectare, địa chỉ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Giá bán là 80 tỷ, trên đất là có 32 cái lô trại như thế, mà mỗi lô là nuôi được 2.400 con, hiện tại là đang nuôi mặt hàng là heo. Thì đây là cái con đường vào trại thì người ta sẽ rải vôi để sát khuẩn đó cả nhà. Em Mai thì chủ sẽ cho vào bên trong, nhưng mà em Mai cũng không muốn vào bên trong để đảm bảo cái tính sát khuẩn cho trại. Vì vào bên trong thì mình có thể là làm một cái mầm bệnh cho trại heo, cho nên là em Mai không muốn. Em Mai đi bên ngoài và bay livecam để coi tổng quan đất ha. Tổng quan của bất động sản 13 hectare, địa chỉ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Giá bán là 80 tỷ, trên đất là có 32 cái ô trại, mỗi ô nuôi được 2.400 con. Tương đương nếu mình nuôi hết 32 trại đó thì được khoảng 77.000 con, 77.000 con ha cả nhà ha. Mình có thể nuôi gia công cho CB hoặc là mình nuôi cho riêng mình thì tùy. Kế bên trang trại là một cái vườn xoài, hiện tại là có trái nha cả nhà. Đây nè. Và đây hái trái chơi. Thì đất, diện tích đất là còn trống nhiều. Cho nên là mình sẽ xây dựng thêm nếu muốn. Và đặc biệt là xây dựng rất là dễ dàng nha. Đây, dễ thương chứ. Nó sắp chín rồi. Kế bên là một cái vườn xoài. Cái diện tích 13 hectare tại Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai này, cái diện tích xây dựng thì nó ít, còn cái diện tích đất trống còn nhiều. Muốn xây dựng thêm bao nhiêu cũng được, xây dựng rất là dễ dàng. Và trang trại nuôi có giấy phép hay cả nhà ha. Giấy phép thì giấy phép trang trại thường là nhà nước cấp là 15 năm một lần. Hết hạn thì mình sẽ gia hạn. Và cách cái trang trại từ nãy em Mai đi ra đây thì khoảng 50 mét. Đây là con đường trước. Cái đường chính trước cái trang trại nè. Con đường này có dự án mở rộng rất lớn, gấp 3 đến gấp 4 lần cái con đường hiện tại. Hiện tại nó là đường đá phối chứ chưa có đổ nhựa. Đổ nhựa có thể là đổ nhựa lâu hay là như thế nào nó hư chẳng hạn. Ở đây là đường đá nha cả nhà. Đây là hiện trạng đường đá. Em Mai quay cận cảnh cho bà con thấy con đường nha. Đường to bự nha cả nhà. Mình hạ xuống chứ mình không ấy. Rồi, đây là đường to bự, chất liệu là đường đá như thế này nha. Đó, là con đường này có cái quy hoạch cũng như là có cái mở rộng lên gấp 4 lần đường này. Đứng ở đây thì mình nhìn vô thấy trang trại. Đường này mở 4 lần. Phía bên tay phải là vườn xoài. Và đứng ở đây nhìn thấy cổng trang trại luôn. Mình muốn xây dựng thêm thì xây dựng thoải mái nha. Và ở đây là bản đồ quy hoạch là đất nông nghiệp khác. Rất là nhiều mục đích dành cho nông nghiệp. Và trong đó là có phục vụ trang trại. Nói thêm về cái quy hoạch đó. Hiện tại là tại Đồng Nai thì sẽ không cấp thêm cái giấy phép trang trại. Nên là cái bất động sản này đang có cái giấy phép trang trại là một cái điểm cộng của bất động sản. Cái thứ hai, bất động sản này có diện tích lớn 13 hectare. Nếu mà mình có nhu cầu mở rộng quy mô xây dựng hay nuôi thêm thì phát triển là thoải mái ha cả nhà ha. Còn cái xung quanh là chủ yếu là đây là vườn tràm, vườn xoài. Nói chung là khu dân cư này thưa nên là mình
phù hợp với phát việc phát triển chăn nuôi cũng như cái ngành nghề hiện tại là cái ngành trang trại chăn nuôi ha cả nhà ha. Rồi, 80 tỷ cho cái bất động sản này, trang trại chăn nuôi heo 13 hectare, địa chỉ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có tường rào bao quanh, hệ thống nuôi khép kín và trại lạnh nha cả nhà. Đó. Rồi, em Mai sẽ cung cấp thêm cái hình ảnh bay live cam cho cả nhà mình. 80 tỷ cho cái bất động sản này. Nếu như cô chú anh chị nào quan tâm đến cái ngành chăn nuôi, trang trại thì em Mai mời cô chú anh chị đi xem cái sản phẩm này ha. 80 triệu nha cả nhà. Và đây là những cái 80 tỷ nha cả nhà. Và đây là những cái hình ảnh bay live cam để cả nhà xem tổng quan ha. Xung quanh là còn rất là nhiều đất trống và thưa dân, chủ yếu là trồng trọt rừng tràm, cho nên là phát triển thêm, xây dựng thêm trại, mở rộng thêm hoạt động kinh doanh, xây nuôi trang trại heo thì là phù hợp nha cả nhà. Có giấy phép nuôi trang trại chuẩn luôn. Rồi, em Mai xin mời cả nhà cô chú anh chị xem video ở đoạn flycam này nha. Và bay lên flycam lên cao á, thì anh chị sẽ nhìn thấy rõ hai cái lốc trại ở hai bên tay trái và tay phải. Cái dãy trại này thì cách cổng chỗ em Mai đứng thì khoảng 50 mét. Rồi cái thông tin diện tích đất là 13 hectare, gồm 32 ô trại, 80 tỷ. Ở vị trí này thì đi ra đường quốc lộ 1A thì là khoảng 3 km. Chủ đất thì xung quanh chủ đất là còn nhiều đất trống. Nếu như anh chị nào mà muốn làm dự án lớn hơn, cần diện tích lớn hơn 13 hectare này thì có thể mua thêm mười mấy hectare nữa để làm một cái trang trại quy mô lớn hơn nữa đều được ha. Trại hiện tại là đang nuôi gia công cho CB. Tổng quan nè, xung quanh là vườn cây là nhiều, dân cư thưa, phù hợp, rất là phù hợp cho trang trại chăn nuôi luôn. Còn giấy, có giấy phép, trại này có giấy phép đầy đủ ha, tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ra quốc lộ là 3 km, đường thì xe tải vào tại vì trại đã hiện hữu rồi, cho nên là anh chị không cần lo nữa ha. Giá bán cho 13 hectare này là 80 tỷ nha anh chị. Cần mua thêm xung quanh, còn đất mua thêm tiếp, mở rộng là được. Và em Mai rất là trân trọng, kính mời anh chị nào quan tâm đến cái sản phẩm bất động sản là trang trại thì liên hệ cho em Mai để đi xem cái bất động sản này. Chủ rất là thiện chí nha cả nhà ha. Em Mai xin cảm ơn và rất là mong nhận được cuộc gọi từ anh chị đi xem cái trại chăn nuôi heo này. Mình có thể cải tạo bằng thành trại chăn nuôi, những cái ngành hàng khác đều được.